Good morning, xin chào quý vị. Hôm nay Tâm có thời gian nên là ra quay lại cái vườn với lại hái một ít những cái rau quả mà mình trồng. Bấy lâu nay Tâm không có để ý cái vườn nhiều lắm vì mới đem con chó về, cho nên là weekend cuối tuần mà có thời gian thì lại dẫn chó đi dạo, nên là cũng bỏ hoang cái vườn của mình. Chỉ là ngày thì mỗi ngày thì đều tưới cho nó. Thì hôm nay Tâm ra Tâm thu hoạch có một ít đậu bắp với lại mấy cái cọng rau muống. Bây giờ Tâm mời quý vị cùng Tâm đi hái rau quả với Tâm nha. Hello Spider, con chạy ra đây hả? Trốn nằm đây hả? Giờ mẹ đi quay hình nha. Đây thì cái cây cà tím này nó cũng khá là già rồi vì Tâm cho nó mấy cái trái này nè, Tâm để cho nó già luôn để mà mình lấy giống. Thì trong lúc đó thì bây giờ cái cây này nó đang ra mấy trái non lại rồi, nhưng mà nó cũng không có tồn tại được với lại chú chó này, bởi vì xin lỗi, cái đây là con gái chứ không phải con trai, bởi vì ngày nào á cổ cũng chạy ra vườn cổ phá hết á, cho nên là gặp mấy trái non á là cổ sẽ hái cổ xuống cổ gặm thôi chứ cổ không có ăn, mà cổ làm hư cái cây của mình uổng lắm. Phải không con? Phá phải không con? Phá vườn của mẹ phải không? Còn đây là những cái cây rau dền cơm mà Tâm ăn không có kịp, cho nên Tâm để nó già và bây giờ nó đang ra bông á. Thì hôm trước ba mẹ của Tâm lên đây chơi thì thấy là cây nó ra bông nhiều quá, thì ba mẹ nói là mình để giống cho ba mẹ, vì năm nay cái mùa thu hoạch của ba mẹ nó không có được tốt như mấy năm trước, mà cây cũng không có để giống được nữa, cho nên những cái này Tâm sẽ để cho nó già hơn một chút xíu, xong sau đó mình sẽ hái cái bông xuống và mình phơi khô để mình làm giống mùa sau mình trồng tiếp. Những cái cây rau dền này của Tâm thì năm nay nó mọc dại chứ Tâm không có trồng, bởi vậy cho nên là quý vị thấy không, nó mọc ra từ mấy từ đất đây nè, chứ Tâm không có trồng. Còn những cái cây nào mà Tâm trồng đó thì Tâm trồng ở trong chậu hết á. Đây. Sau này thì Tâm sẽ dời cái vườn này qua phía bên này, khu trống này, bởi vì ông xã ổng muốn là sẽ lót gạch hết cái khu này luôn, cho nên là tạm thời thì Tâm để đây, nhưng mà ít bữa có thời gian nữa thì Tâm sẽ dời qua bên kia hết. Đậu bắp này Tâm trồng được 3 cây, vì là Tâm cũng chưa có kinh nghiệm cho nên là Tâm trồng 3 cây ở trong một chậu thì nó phát triển cũng không được tốt lắm, nhưng mà cũng cho mình được ít trái, thì cái trái này nó cũng già lắm rồi. Bây giờ để Tâm hái trái này. Còn phía bên đây thì mình được một vài trái, nó khá hơn. Tâm quay gần cho quý vị thấy nha. Cái loại trái bắp này, cái cây này nè, nó khác với lại cái cây bên đây. Cái cây bên đây thì trái nó ra khá là dài, cái chiều dài của nó có thể bằng cái chiếc đũa của mình á. Ở đây có một trái khô thì Tâm đang để giống đây. Một vài bữa nữa Tâm sẽ hái vô. Thì bây giờ Tâm sẽ đi hái những trái đậu bắp này. Cũng khá là lớn quý vị. Thank you.
4 trái đậu bắp Tâm hái được hôm nay. Tâm nghĩ cũng hơi già rồi, vì cái loại này á, thì nó ra khoảng chừng này thì mình nên hái rồi. Mà Tâm để mấy hôm nay để cuối tuần Tâm quay video đó, cho nên là Tâm nghĩ nó hơi bị già rồi. Còn bây giờ thì Tâm sẽ hái rau muống này. Cái rau muống này một tuần trước Tâm đã hái rồi, nhưng mà cứ khoảng một tuần là mình hái một lần. Lần này là Tâm ăn cũng được 4-5 lần gì rồi. Con đừng ăn rau của mẹ đó, đừng có ăn. Ở này cho mẹ, mẹ cho anh cái con chị chơi nè. Hôm nay Tâm hái để lần tuần sau đó có rau mình ăn nữa nha. Nếu mà hái không kịp thì rau nó sẽ già thì ổn lắm. Tâm gắt tay cho nó màu. Sao nữa rồi, không thấy con mẹ. Nó thả ra. Tuần sau Tâm sẽ làm một bữa lẩu. Thì bạn Tâm có hỏi là có rau muống hay không. Tại vì cô nàng cũng mới ra nghỉ định cư đó, cho nên là nhớ thức ăn của quê nhà nhiều lắm. Không thấy con mẹ nữa. Thì Tâm hái hôm nay cũng cố tình là để tuần sau cho rau nó ra cái non lại. Má có mẹ nha. Thì đây Tâm hái được một ít rau muống rồi. Phần còn lại Tâm để dành cho tuần sau mình có để mà mình dùng cho lẩu á. Thì những cái cọng này nó cũng còn non, không lớn lắm. Tuần sau là kịp lớn để cho mình ăn lẩu á. Quý vị ơi, hôm nay là Tâm thu hoạch được vài trái đậu bắp với lại một ít rau muống. Thì đó là những gì Tâm có ngày hôm nay. Tâm cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Cuộc sống của Tâm rất là đơn giản. Và hy vọng là trong tương lai đó, Tâm sẽ chia sẻ thêm nhiều về cái cảnh cuộc sống ở Mỹ này. Trong tương lai Tâm hứa là Tâm sẽ làm nhiều video về cuộc sống của người Việt mình tại đất nước Hoa Kỳ này lắm. Thì nếu mà quý vị nào mới vừa xem qua cái YouTube channel của Tâm đó, thì xin hãy subscribe với lại chia sẻ cho người quen để biết về channel của Tâm nha. Thì ở đây Tâm cũng không có gì hơn, Tâm chỉ muốn là chia sẻ thực tế những cái điều hay, những cái kinh nghiệm mà Tâm đã trải qua trên đất nước Hoa Kỳ này trong một thời gian cũng khá là dài Tâm sống ở đây rồi. Và Tâm muốn là những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của mình nó sẽ cho quý vị một cái gì đó mà quý vị đã chưa có được cái cơ hội tìm hiểu về trong quá khứ. Thì sẽ xem qua Tâm thì sẽ có được cái kinh nghiệm đó. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại lần sau.